Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lên bắn cá anh em ơi, để có thể là chốt lãi cũng như là chia sẻ cho anh em những cái mẹo, những cái phương pháp bắn cá mới nhất. Đấy, thì nói chung là hiện tại thì phương pháp bắn cá mới thì cũng chưa có, nhưng mà bắn thì là vẫn áp dụng cái mẹo bắn thể cao của mình khá là ok. Ui rồi, thanh niên này mẹ bao củ mấy mà xả đạn ghê vậy. Không biết là trụ được bao lâu anh em ạ. Không biết sẽ trụ được bao lâu. Ok, đợt cá mới, ok sẽ cho đợt cá mới xong đi, xong rồi mình sẽ bắn anh em nhé. Xong đợt cá mới đi rồi mình sẽ vào tiền đó. Nào để xem nào, tay này có bú liếm được gì không đây. Ô cá to à, lâu lắm mình không bán cái đợt cá to rồi anh em ạ. Vào làm tí xem là có tí lãi không. Vốn nay 79 anh em nhé, vốn nay 79 thì để xem nay có chút lãi thành công hay không. Nói chung là bắn cái này thì anh em cứ cho mỗi con một vài viên cho mình, nổ thì nổ không nổ thì thôi anh em ạ, chứ đừng có spam và làm gì. Chắc đích thì nó ăn nổ đúng không? Bởi vì cái bọn này đi rất là nhanh. Anh em spam rất dễ cút anh em ạ. Đó, nổ như chỉ luôn chứ còn gì nữa. Lên 83 rồi anh em ạ. Khoai phết nhờ, nó đi nhanh quá anh em ơi. Nó đi nhanh quá. Ok, màn dạo đầu là mình có được 4 củ này. Màn đấy là một trong những cái màn dạo đầu mà gọi mình cảm thấy là ok nhất anh em ạ. So với những cái màn mà cá bé bé tí 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 chạy ra thì cái màn đấy mình nghĩ là cá ok nhất. Đấy, nhiều cá to. Nhưng mà nó bơi hơi nhanh, nếu mà nó bơi chậm tí nữa thì nó lại là tuyệt vời anh em ạ. Nó bơi chậm tí nữa thì nó lại là tuyệt cả là với. Úi xồi 84. Con này không ăn được rồi. Ai à, ông kia mẹ à, 4 củ, 3 củ, 4 củ mà dậy ghê đấy. Phải cho bạn này 10 điểm về độ nghị lực anh em ạ. Nào, tiếp tục thôi. Không bú nhỉ, nổ đi rồi ông kia ao rồi. Cun cút anh em ạ. Tưởng trận này gặp được cao thủ ai ngờ. Hơi phế thủ anh em ạ, hơi phế thủ. Lại là một cái video sẽ là đi chốt lãi một mình thôi anh em ơi. Hơi buồn, cái video nào của tôi cũng toàn đi vào những cái khung giờ mà anh em hơi ít chơi nhỉ, nên là toàn cô đơn thôi chứ còn không có ông nào bắn cùng với. Thì nói chung là bắn thì vẫn nổ được nhưng mà nó hơi buồn đấy. Nhiều lúc thật sự là gặp những anh bạn muốn bé mình cũng muốn kiểu bắn để cover cho anh em lên tiền, nhưng mà mấy ông ấy bắn cảm giác của mấy ông ấy toàn né mấy con mình bắn, xong rồi là rất là khó anh em ạ. Đấy, anh em nào vào mà gặp, nếu mà gặp mình, nếu mà may mắn gặp mình thì mình cũng sẽ cover anh em bắn nhé. Cover anh em bắn để anh em có thể lên tiền. Đấy. Dạo này mình rất hay gặp cái trường hợp mà bot đi kẹp với đợt cá bé như này để bảo kê anh em ạ. Trường hợp này gặp khá nhiều. Nào. Ông kia ao rồi. Ao rồi. Không thấy nổ anh em ạ. Tôi thấy bắt đầu thấy bất ổn rồi đấy. Bắt đầu thấy bất ổn rồi anh em ơi. Nào, đừng dính vào mấy con cá bé làm gì. Để cho chúng nó lớn. Để cho chúng nó lớn. Ok, nghỉ tí anh em ơi. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ tăng tiền lên để có thể gọi là bù lãi lại anh em nhé. Tăng tiền để bù lãi nào. Bây giờ mình thấy mấy con cá chép ra nhỉ, nãy chả thấy con mẹ nào. Đây rồi, 4 củ 8. 4 củ 8 anh em ạ. Đây rồi, tiếp tục. Mẹ cá chép thì dai vậy. Toàn bắn phải mấy con cá bé anh em ạ. Rồi, lên 82 có 8 củ anh em ơi. Có 8 củ rồi, ngon lành cành đào ngay. Bú ngay anh em ơi, bú ngay, bú ngay. Cực kỳ ngon anh em nhá, cực kỳ ngon luôn. Đấy, tăng tiền lên phát là bắn nó khác bọt hẳn này. Nhưng mà bắn này anh em phải chấp nhận rủi ro cao. Úi xồi ôi, 90, 90 củ anh em ạ. 93 củ, úi xồi. Quá là đẳng cấp luôn đấy. Ok, đã có like rồi thì mình sẽ
lại giảm tiền xuống đấy, cực kỳ ok anh em nhé, vẫn phải gọi là cực kỳ là mượt luôn chứ còn gì nữa, bắn nó cứ phải gọi là hết lực. Ơ tôi đang bảo quái cho tôi không xoáy được vào hai con đấy nào, làm con boss nữa thì phải gọi là rực rỡ luôn, nhức cái nách luôn anh em ạ, làm con boss thì cứ phải gọi là nhức nách. Ơ mẹ ông bạn kia vào bắn được có mấy viên không hề cun cút luôn à, chán nè, anh em thiếu hết tính kiên trì anh em ạ. Đấy tôi gọi mẹ có chí thì nên anh em vào bắn được có mấy viên không cun cút thế này thì làm ăn gì đây, làm ăn gì đây, làm ăn gì với con game này khi mà vừa bắn vào bắn được mấy viên không rồi cun cút. Ông này bảy củ mới vào trụ được bao lâu đây, mình cảm giác kiểu đấy đang bắn tiền to sướng giờ xuống bắn tiền bé cảm giác nó cứ thế cấn cấn thế đéo nào anh em nhỉ, nó cứ cấn cấn như chó nào ấy. Hai củ này rồi của mình 90 củ, ok là anh em ơi, tiếp tục nào, tiếp tục nào, chinh chiến anh em ơi, chinh chiến tiếp tục nào, lên 90 củ tươi tươi tí nào. Mẹ đây rồi, ôi không phải của mình em ạ, ôi có khi là mình sẽ nghỉ đây thôi em ơi, nói chung là hôm nay cảm giác bắn hơi đen với lại hôm nay không có đối thủ lắm nên là bắn cảm giác hơi chán anh em ạ, bắn nó hơi chán nhá. Rồi nói chung là video này chốt cho anh em được một dòng và không có bot anh em ạ. Ok thì thôi chắc là tạm biệt anh em đây thôi và chúc anh em là bắn con nào nổ đấy anh em nhé. Rồi hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.